em thao tác gia phấn ở lúa bằng phương pháp cắt vỏ trấu. Trong lai giống, ta chọn những cây có đặc điểm phù hợp với mục tiêu lai giống, chọn những cây khỏe mạnh, không sao bệnh. Ở cây mẹ, ta chọn những cây khỏe, chỉ giữ lại một số bông hoa chưa nở, không dị hình, không quá non, hạt quá già. Ở cây bố, ta thường chọn những cây có hoa nở để rủ phấn có hiệu quả hơn. Cô hướng dẫn các em làm các thao tác lai lúa bằng phương pháp cắt vỏ trấu. Thao tác thứ nhất, ta bỏ một số hoa không đủ yêu cầu. Sau đó cắt vỏ trấu để lộ rõ nhị đực. Thường cắt xiên 1/3 chiều dài của vỏ trấu, nghiêng về phần bụng. Ta lần lượt cắt vỏ trấu ở các hoa đã được chọn. Ở thao tác thứ hai là thao tác khử nhị đực. Lần lượt rút bỏ 6 chỉ nhị, mang xéo bao phấn. Lưu ý khi thực hiện thao tác này, chúng ta không làm tổn thương bầu nhị và vỏ trấu. Ở thao tác 3, ta chuẩn bị bao kính mờ có ghi ngày tháng lai và tên người thực hiện. Sau đó bao vào bông lúa đã được khử nhị đực. Thường thì chúng ta khử nhị đực vào chiều hôm trước và tiến hành gia phấn vào sáng hôm sau, lúc từ 8 đến 10 giờ. Thao tác thứ tư, nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị đực. Thao tác 5, ba bông lúa đã lai bằng giấy kính mờ có ghi ngày tháng lai, giống lai và tên người thực hiện.